Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày giữa tuần, thì tại Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Eva Sinh, tại lớp Spa Body tầng 5, thì các bạn sẽ kiểm tra lý thuyết tốt nghiệp, cái lý thuyết Massage Body, cũng là chương trình giảm béo của Học viện. Thì ngày hôm nay các bạn có thể tham quan lớp học Spa của Thành nhé. Thì sáng nay, trong buổi sáng ngày hôm nay thì các bạn sẽ thi lý thuyết và chiều các bạn sẽ thi thực hành của khóa K34, 15, 17 bạn. Các bạn có thể theo dõi nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu bài thi vào tính từ thời gian là 9 giờ. 10 giờ 30 chúng ta thu bài nhé. Các bạn điền đầy đủ thông tin, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, khóa học là các bạn là K34, tên đầy đủ giáo viên là Lê Thành. Các bạn ghi đầy đủ thông tin. Tất cả chúng ta gập hết sách vở vào ạ. Nếu ai dở sách vở chép thì coi như bài thi không có giá trị nhá. Thu bài luôn ạ. Cần các bạn làm bài theo ý hiểu. Cần làm bài theo ý hiểu của các bạn. Ghi đầy đủ thông tin ở bên ngoài giúp tôi ạ. Tất cả tắt điện thoại, tất cả vở ghi. Chúng ta làm theo ý hiểu, tuyệt đối không quay cóp, không chép bài. Nếu mà mình nhìn thấy các bạn nào chép bài thì các bạn coi như bài đấy hủy nhá. Không được tính. Sinh à? Cảm ơn. Nó khen sinh để tí được cộng thêm điểm cho nó đấy. Nhưng mà lại không dễ bị mua chuộc như thế. Ồ. Bên ngoài thì các bạn ghi là gì ạ? Họ và tên đầy đủ của các bạn. Ngày tháng năm sinh. Số điện thoại. Khóa học K34. Tên giáo viên Lê Thành. Các bạn đọc kỹ đề nhá, tránh có sự nhầm lẫn. Tại vì khi mà làm ra những cái đề như thế này sẽ bị đảo, bị dối một chút đấy ạ. Nên là các bạn phải đọc kỹ, đừng làm vội, tại vì chúng ta còn rất nhiều thời gian. Lê Thành. Chúng ta có rất nhiều thời gian để chúng ta nghĩ, đừng khoanh nhá, đừng gạch xóa nhá. Nghĩ kỹ rồi khoanh. Và cái phần cuối cùng ấy, các bạn, tất cả các bạn là sẽ ghi lại cách bấm huyệt nhá. Vẽ hình ảnh bấm huyệt vào trang cuối cùng nhá. Vẽ phần bụng, cái tờ cuối cùng, trang cuối cùng ấy, các bạn sẽ vẽ cái phần bụng, cách bấm huyệt của các bạn. Theo ý hiểu, theo hình vẽ của các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tốt nghiệp 17 người. Có tên và có mặt trong ngày hôm nay. Còn tất cả các bạn đang ở khóa K34 vào sau thì chúng ta sẽ học lớp sau. Đọc kỹ nha, đừng vội vàng nha. Chúng ta bắt đầu làm bài ạ. Lưu ý với các bạn, nhắc lại một lần nữa, tuyệt đối không được dở sách, dở vở để chép và điện thoại. Cứ ai dở ra mà tôi chỉ cần nhìn thấy một lần thôi ạ, thu luôn. Rất nhiều thời gian ạ. Nên là chúng ta sẽ thoải mái, cứ bình tĩnh thôi ạ, đọc kỹ. Cứ đọc kỹ đi ạ. Cứ đọc kỹ đề đi ạ. Cứ đọc kỹ đề đi ạ. Chọn những ý nào đúng nhất. Có những ý có thể là một ý, hai ý. Có những ý chỉ một ý thôi. Có những ý là tất cả. Ví dụ như thế, nên là chúng ta phải đọc kỹ. Tránh bị cô giáo lừa nhá. Có những câu hỏi là lừa đấy ạ. Cho các bạn xem ý hiểu các bạn đến đâu. Cứ bình tĩnh làm bài thôi ạ. Kê vào đây là chị Thúy ơi, cho nó đỡ bị ấy này. Mọi người kê cái giấy lên cho đỡ bị. Cứ chậm thôi ạ, chúng ta có rất nhiều thời gian nên là các bạn... hoàn toàn là đọc kỹ đề giúp tôi nhé. Ngày hôm nay thì tại học viện sẽ tốt nghiệp cho 17 bạn học viên khóa K34. Còn những bạn vào sau thì chúng ta vẫn đang trong quá trình học tập và rèn luyện. Còn 17 bạn này sẽ là tốt nghiệp trước. Sáng nay chúng ta sẽ thi lý thuyết, chiều chúng ta sẽ vào thực hành.
Đọc kỹ nha, đừng hỏi nhau nhá. Nhớ cái phần nào thì chúng các bạn phải lấy cả ví dụ ra nhé, tính ra luôn nhé. Tổng bài thi của chúng ta là 100 điểm. Ôn kỹ nhé. Ôn kỹ để tí kiểm tra. Cho dùng điện thoại nhân kia thôi nhỉ? Ừ. Các bạn có thể lấy điện thoại để tính nhân chia, nhưng tuyệt đối không được mở ra. Tôi chỉ cần nhìn thấy ai mở ra để cóp thôi nha, thì bài thi dừng luôn nhá. Để xem mọi người hiểu đến đâu á. Nhân. Dấu nhân. Rất nhiều thời gian nên cứ bình tĩnh thôi nhá. Đọc kỹ. Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Evasing thì hiện tại vẫn tiếp đón các bạn khóa K34. Chúng ta sẽ vào theo đợt của chúng ta. Thì đây là những bạn khóa K34 vào đợt đầu. Thì các bạn sẽ được học những lý thuyết trước. Tại vì lớp spa của chúng tôi thì chia thành hai cô giáo. Cô giáo Lê Hoài Thu sẽ chịu trách nhiệm về bộ môn chuyên sâu về da. Còn cô giáo Lê Thành sẽ chịu trách nhiệm về massage body cũng như là phương pháp giảm béo tại học viện. Thì đây là những bạn khóa K34 đầu tiên, khóa đầu. Thì các bạn sẽ làm bài kiểm tra trước và thi lý thuyết và thực hành trước. Còn tất cả các bạn khóa K34 thì tại học viện đang tiếp đón và chào đón tất cả các bạn. Thì trong quá trình học thì các bạn sẽ học được từ lý thuyết đến cơ bản cũng như là vấn đề thực hành. Chúng ta lên mẫu thực hành người thật việc đó. Thì chúng ta sẽ làm được thao tác để nhuần nhuyễn hơn để các bạn có thể ra trường để có những kinh nghiệm cũng như là kiến thức và những cái kỹ năng để các bạn có thể chăm sóc khách hàng cũng như làm cho khách hàng tại các spa lớn. Nên là hoàn toàn các bạn có thể yên tâm nhé. Và tại Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Evasing thì các bạn có thể quay lại bất cứ lúc nào để nâng cao, rèn luyện cũng như là trau dồi kiến thức. Và bất cứ công nghệ nào của học viện có thì các bạn đều có thể quay lại để chúng ta có thể cập nhật thông tin cũng như là nâng cao kiến thức của mình. Hiện tại Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Evasing thì đang có 7 bộ môn chuyên ngành để đào tạo. Thì hiện tại Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Evasing cũng đang có chương trình giảm giá khuyến mại cực kỳ là lớn. Các bạn có thể vào trang fanpage của học viện để tham khảo bộ môn dưỡng sinh đông y, cụi đầu dưỡng sinh, make up chuyên nghiệp, nối mi chuyên nghiệp, móng chuyên nghiệp, spa chuyên nghiệp và nối mi chuyên nghiệp. Thì tất cả các 7 bộ môn đấy các bạn có thể đăng ký tại học viện cũng như là gọi theo số hotline tại học viện nha để được đăng ký. Và tất cả các giảng viên ở đây sẽ kèm cho các bạn đến khi các bạn thành nghề thì thôi. Và các bạn có thể hỏi hoặc là tham mưu cũng như các bạn ra trường rồi các bạn vẫn có thể quay lại học viện để nâng cao kiến thức. Các bạn thoải mái nha. Các bạn có thể tham quan lớp thi lý thuyết tại học viện ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 21 tháng 6. Chúng ta sẽ thi lý thuyết. Thời gian thi của chúng ta là 90 phút. Tại vì trong quá trình học ấy thì các bạn không chỉ là học thực hành để làm được lên mẫu, mà quan trọng ở đây là chúng tôi hướng cho các bạn những cái kiến thức, những cái kỹ năng để các bạn sau này các bạn có thể về các bạn tư vấn cho khách hàng. Đó. Tư vấn cho khách hàng, kiến thức được nâng cao, kỹ năng được nâng cao thì các bạn có thể là tư vấn được cho khách hàng được sâu hơn, dùng những chuyên môn, kiến thức ở bên ngoài nữa, cùng với kết hợp những kiến thức chuyên sâu của bộ môn các bạn tham dự học, đăng ký học.
để bạn nâng cao những cái cơ bản của các bạn lên. Thao tác giỏi rồi nhưng kiến thức chúng ta phải vững nữa. Các bạn cứ đọc kỹ đề nhé. Và tại Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Bác Sinh thì bộ môn dưỡng sinh đông y là do tôi phụ trách, giảng viên Lê Thành. Thì các bạn đang, tôi đang đào tạo lớp dưỡng sinh đông y online miễn phí. Thì các bạn có thể tham gia vào những cái khóa K3. Hiện tại tôi đang K1, K2 thì gần xong rồi ạ. K1 thì xong rồi ạ, K2 thì đang còn 2 buổi cuối. Còn K3 là đang tiến hành mở lớp K3. Thì các bạn nào đang có cái nhu cầu cũng như là đam mê về dưỡng sinh đông y, tìm hiểu về cái sức khỏe của mình, những vấn đề, những bệnh lý cũng như là cách chăm sóc hàng ngày, thì các bạn có thể đăng ký vào link đường Zoom của K3 dưỡng sinh đông y do chính tôi đứng lớp. Chúng ta sẽ học online hoàn toàn miễn phí nha cả nhà. Thì các bạn có thể đăng ký vào số hotline của Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Bác Sinh để các bạn được đăng ký học online nha. Và xin cảm ơn tất cả các bạn học viên, tất cả các khóa từ trước đến nay đã luôn luôn tin tưởng đồng hành cùng Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Eva Sinh để các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về những khóa học cũng như chương trình của Học viện. Thì các bạn có thể vào trang fanpage của Học viện để tìm hiểu nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những khóa học tiếp theo. Xin chào.